Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Trong cuộc sống thì kiến thức luôn là một cái kho tàng rất là rộng đúng không ạ? Không phải ai cũng có thể học hết được. Học nữa, học mãi vẫn chưa thể nào mà hết được kiến thức. Và đặc biệt là trong cái món đồ sưu tầm, đồ chơi của chúng ta, đó chính là dòng đài radio cassette thì có rất nhiều các model. Em khẳng định là không phải bác nào cũng có thể biết hết được ạ. Bản thân em Tuấn đây cũng là một trong những người đam mê chơi radio cassette cũng khá là lâu rồi. Tất nhiên cũng không thể lâu bằng một số bác lớn tuổi hơn được. Thế nhưng em cũng va chạm ở trong ngành của mình nên là cũng va chạm khá là nhiều. Và đây cũng là lần đầu tiên mà em Tuấn sưu tầm được chiếc đài này. Đây là chiếc đài mà em sưu tầm lại của một bác khách nhá. Có nghĩa là bác này cũng mua lại bác chơi thôi. Và em lại mua lại của bác ấy. Và phải nói là dòng đài này thì nhìn rất là giống sáp GF3 số 7Z mà em Tuấn vẫn thường xuyên giao lưu mua bán ở trên kênh. Tuy nhiên chiếc này không phải là chiếc sáp GF777Z mà đây là chiếc đài sáp GF777E. Và em đã phải tham khảo một số bác lớn tuổi hơn và cũng như là có kinh nghiệm dày dặn hơn em và cho biết đây là chiếc đài mà nó xuất sang thị trường châu Âu. Có nghĩa là cái dòng đài sáp GF777Z mà chúng ta hay gặp ấy, là nó xuất từ Nhật đi các nước, có nghĩa là xuất thế giới, xuất chung. Đấy, còn cái dòng này thì là xuất riêng cho thị trường châu Âu thôi. Có nghĩa là nó mang một cái mã là E, có nghĩa là gần như là của châu Âu ấy. Nó đặc biệt hơn và nó có một số những chi tiết đặc biệt và em Tuấn sẽ giới thiệu ở trong video này. Đấy, bác nào mà có nhu cầu chúng ta tham khảo thêm hoặc là có nhu cầu giao lưu chiếc đài này thì chúng ta hãy nán lại một xíu nhé, em Tuấn sẽ quay và cũng nói luôn ở cái góc độ là nó khác ở điểm gì. Và chiếc đài này thì theo em đánh giá thì thân vỏ đang còn đẹp ạ. Đấy, đây, cái phần thân nhựa vẫn đang còn rất là đẹp so với tuổi đời, so với năm tháng sản xuất thì anten zin đó nhá, anten zin cả hai cây luôn. Đó, quai sách zin. Đấy, sơn nhựa thì đang còn đẹp ạ. Đấy. Em quay cũng rất là tổng thể, video nào cũng vậy. Cố gắng quay tổng thể cho các bác để các bác có thể là xem nó chi tiết. Cái phần xi mạ ở trên núm nút này thì theo em đánh giá thì nó cũng khoảng độ được 8 điểm, cũng rất là đẹp ạ. Đây là cái tem thông số máy đây, tem model sáp GF3 số 7. Đây là nút nguồn các bác nhá, tắt nguồn là đèn này nó sẽ tắt này, bật này, đó, nó sẽ mở lên. Chúng ta sẽ có cái núm volume ở đây. Đấy. Cân loa bass step, đấy, bass step chúng ta chỉnh ở đây, bass này, step, và nút chức năng chính đây, cũng có băng cassette này, radio và line, đó, và chúng ta sẽ quan tâm đến cả băng tần của radio nữa, đấy, gồm có AM, FM, đấy, ta sẽ để ở đâu thì chúng ta nghe ở đó, dò sóng tuning, đấy, và đây, đấy, ở cái đồng hồ này nó sẽ có U, K, M, L. Nó tương thích này, FM, SW, MW và LW. Có nghĩa là cái dòng đài kia thì nó chỉ có một cột bên này thôi. Thế nhưng mà dòng này nó ghi cả chữ U, K, M, L. Đấy, thêm một cái dòng chữ dạng như là ký tự ở bên băng tần của châu Âu các bác nhá. Đó. Còn về phần đa thì cũng như nhau thôi. Hai cửa băng này, rất là trong nhá. Em vừa kiểm tra thì bánh tì vẫn còn nguyên bản ạ. Đầu tư nguyên bản hết rồi. Bánh tì cũng còn zin luôn mà vẫn đang còn chạy được ạ. Đấy. Chính vì nó đang chạy được nên là cũng không có thay. Bánh tì zin đấy ạ. Hơi tối, không biết các bác có nhìn thấy không. Đó, bánh tì màu đen ở dưới cái trục màu inox đây này. Đó. Vẫn đang là zin. Đầu từ zin hết. Và loa cũng zin nhé các bác nhá. Đây. Loa em đánh giá vẫn đang còn đẹp đây này. Đang mang, còn mang màu sắc đấy. Rất là ok luôn. Rất là xanh đúng không ạ. Cái gân, cái màng ở trong thì hơi hơi ánh vàng một xíu. Đấy là màng zin các bác nhá. Nó mà đen xì hoặc là nó xanh le hoặc là nó vàng ươm ấy, thì nó lại là thay rồi. Kiểng loa vẫn đang còn đẹp này. Đấy, kiểng loa bass này. Đấy, loa chung ấy. Đấy, loa tép đây. Loa super bass đây. Dòng này thì nó có cấu hình là 6 loa nhá. Đấy, 6 loa. Đây, nó ghi ở trên tem mác này. 6 speaker nghĩa là 6 loa. 3 way có nghĩa là 3 giải. Đây là giải trầm nhất này. Và giải chung này. Và giải tép này. Đấy. Ở đây có hai cái núm chỉnh bát tép của hai tính nút của cái phần súp ở giữa đây. Đấy, xi mạ vẫn đang còn tương đối sáng đúng không ạ? Nói chung là em đánh giá khá là cao ở chiếc đài này vì cái phần tổng thể của nó đang còn khá đẹp, đẹp đều ạ.
Và sau đây là em Tuấn sẽ quay ra phía đằng sau để các bác có thể xem đằng phía sau. Đó, nhựa vẫn đang còn đẹp ạ. Đây, cái dòng đài này thì nó có thêm một cái này nữa. Đấy, cái này là cái phần anten mở rộng của UKW. Đấy, một cái sóng không biết là sóng dài sóng ngắn của bên nước châu Âu. Thì nó có thêm cái chỗ này mở rộng, chúng ta cắm cái rắc anten vào đây. Đấy. Vậy thôi. Là nó sẽ khác cái đài kia nhá. Thứ hai là cái rắc nguồn ở dòng này này. Đấy, thì nó lại là làm chân số 8. Đấy, nó rất giống cái hàng Sony hay là một số hàng khác. Còn nếu hàng Sharp 3 số 7 Z ấy, thì nó làm hình chân vuông. Thì đây nó làm hình chân số 8. Và đây là tem thông số máy. Đây, GF777E các bác nhá. Đấy, dòng E. Số serial là 10800730 Made in Japan. Đây là rắc line in. Đó, rắc này là rắc line out. Anten rất là đẹp này. Nắp pin zin các bác nhá. Đấy, nắp pin zin này. Một chiếc đài mà đã qua sử dụng tại Việt Nam và gọi là hàng sưu tầm về thì tất nhiên giá thành của nó cũng rất là hợp lý. Đấy, giá rất là vừa túi tiền để chúng ta có thể là chơi được. Còn nếu hàng bãi thì các bác biết rồi. Đài thì khoảng độ từ 20 cho đến 25, 30, 40 triệu, 70, 80 triệu là chuyện bình thường các bác nhá. Đấy là giá máy bãi. Còn đây là giá máy mà đã qua sử dụng tại Việt Nam rồi thì nó rất là vừa túi tiền các bác nào. Chơi thì nó cũng không ảnh hưởng đến kinh tế nhiều. Và chiếc đài này thì em đang giao lưu với giá là 12 triệu đồng. Đấy, bao ship toàn quốc. Cho một chiếc đài Sharp GF3 số 7E. Sau đây mời quý vị các bạn cùng em Tuấn test chiếc đài này. Đấy, bật nguồn lên rồi đúng không ạ? Ok. Buổi chiều Cali cô đơn từng cơn giá rời. Từ ngày ta em thao thức trân trọng từng cửa băng vẫn đang còn quay tốt ạ. Và radio ạ. Quý vị và các bạn thân mến, đến với đêm nhạc Ghibli, khán giả thủ đô Hà Nội được thưởng thức một chùm âm nhạc đặc sắc. Có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, chiều và tối nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xảy ra mưa rông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa. Tiếp theo là line in nha các bác nhá. Đây em Tuấn đã cắm sẵn với chiếc điện thoại này rồi đây. Và chúng ta sẽ test thôi. Khắp miền hành quân ngày đêm. Tất nhiên là chất lượng khi chúng ta test ở cái nguồn âm thanh ở điện thoại vào thì nó rất là ổn định và tiếng của nó rất là đầy, rất là hay. Hay kết hợp với chiếc đài nữa thì nó do ra chất âm rất hay các bác nhá. Cho nên nhiều khi loa trái này, loa phải, hai loa chép này, bát này, đó, cân loa này, trái phải bát tép thì đều ok các bác nhá. Bát này, tép này. Bảo rằng vì ai nỡ đánh nhạt phai.
sung thù giờ đây lẻ loi, nhưng anh vẫn còn trách nhiệm vì dân dân thân, nên thư của anh vẫn là thư linh trong đêm. Vâng, và em Tuấn cũng xin phép được dừng video test chiếc đài Saab GF777E ở đây. Và chiếc đài này em đang giao lưu với giá là 12 triệu đồng. Giá trên thì cũng đã là bao ship và cũng như là tặng các bác hai cuốn băng, dây rắc đầy đủ cho các bác về chỉ việc chơi thôi. Đấy, cũng ở một cái giá cũng rất là hợp lý cho một chiếc đài đang còn rất là tốt ạ. Đấy, đài thì tuy không phải là hàng bãi, nó chỉ là hàng sưu tầm thôi, nhưng mà chất lượng nó đang còn đạt yêu cầu. Đấy. Và chúng ta vẫn còn có thể sử dụng rất là ok luôn, mà trưng bày đẹp. Và tất nhiên thân nhựa cũng nó đang còn khá là đẹp ạ. Đấy, bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ cho em nhé. Số điện thoại của em Tuấn cũng là số Zalo 0822111444 nhá. Ngoài chiếc đài này thì em đang còn rất nhiều các model khác ở trên cửa hàng. Bác nào đang có nhu cầu tìm dòng đài nào thì hãy liên hệ cho em nhé. Ok, một lần nữa xin hẹn gặp lại quý vị các bạn.